Chào cả nhà nha, chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay mình là Hào, hôm nay mình bên Hoa Đại Dương. Hôm nay mình chia sẻ cả nhà là mình cắm cái hộp nha cả nhà. Cái hộp hoa là mình để mình tặng cho thầy, có anh chị yêu cầu là cắm cái hộp hoa để tặng cho thầy cô, như ví dụ hoặc là ba mẹ, hoặc là mẹ gì đó, nhân ngày 20 tháng 10 hoặc 20 tháng 11 nha cả nhà. Rồi, trước tiên cả nhà phải chuẩn bị cho mình một cái cục hộp, một cái hộp. Đây cái hộp gỗ như cả nhà, người ta bọc cái giấy hình như là giấy dán tường hay sao ha, bọc lại cho nó kỹ. Rồi thứ hai là cái cục phong đi cả nhà, nhớ là cục phong đi. Mình phải những cái clip trước mình cũng nói cả nhà rồi, là cái cục phong đi mình phải thả xuống từ từ để cho nó cắm hết rồi mình mới vớt lên mình cắm được. Còn nếu mà ở dưới là cả nhà phải nhớ là bọc một cái lớp giấy kiến lại để cho nó giữ nước, cho nước nó khỏi chảy xuống nha cả nhà. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình cắm nha cả nhà. Rồi mình để mình cắm cái hoa nào lá nào thì mình nói cả nhà, chứ mình khỏi mất công mình giới thiệu, khỏi mất công mất thời gian của cả nhà đó. Rồi nhớ là hai cái sợi dây để buộc, là lấy cái hai cái kia đây, hoặc là lấy những cái thân hoa hồng hay hoa gì á, mình trên lên mình buộc lại cho hai cái mấy cái cây đây nó chịu lại, cho khỏi phong cái cục phong của mình nó khỏi bể nha cả nhà. Rồi bây giờ bắt đầu mình cắm. Đây là lá chút đến nha cả nhà. Rồi chút đến đây mình cắm tự nhiên luôn, mình không có tỉ gì hết á. Rồi chuẩn bị cho mình đây là khoảng 7 đến 8 cành thì trúc nha cả nhà. Rồi mình hôm nay mình sẽ cắm cao một mặt. Rồi thì trúc đây mình cắt làm đôi. Nhớ là thì trúc đây cả nhà phải cắm hướng sau nha. Rồi tùy theo cái bố cục cái hộp đi, nó cũng cao lên, nó cái cao lên khoảng 20 thì mình cắm lên khoảng 40 thôi, cho nó hai cái cho nó cân đối lại. Rồi thì trúc đây mình cắm hướng sau, chắc cái hộp này đơn giản ai cũng cắm được, quan trọng là cả nhà phải biết cách sắp xếp cái nào cắm trước cái nào cắm sau đó. Rồi cái lá đây mình cũng gọt gọn lại đó, cho nó gọn lại đó, mình đi cái nền lá lại. Hỏi tại sao anh chị nói thì tại sao cái hộp nào mình cũng cắm thì trúc, thứ nhất là thì trúc là cắm lại cho cái hoa nó khỏi nhả về sau nha cả nhà đó. Rồi mình tạo mình khỏi phong nó, thứ nhất là nó không nhả về sau, thứ hai là mình tạo cái độ cao của nó. Rồi cắm một loại thôi, rất là đơn giản, ai cắm cũng được. Rồi cái đây lá, đây là lá của đây chút đớn, đây chút đớn cả nhà, mua một bó chút đớn là đủ nha. Rồi hôm nay mình cắm một mặt. Rồi mình trước tiên mình cắm hoa mình phải lên cái nền lá, cái bố cục của nó trước để cả nhà phải cân đối tùy theo. Cả nhà ví dụ như tùy theo mình muốn cắm to thì mình đi lá to, lát nữa con nó đi theo lá đó. Chứ mình ví dụ như cả nhà ví dụ như có nhiều anh chị đã cắm viên rồi, người ta sẽ không cần lên lá mà người ta cắm bông từ từ, người ta sẽ đi lá đó. Còn mình mới tập cắm thì mình phải lên cái nền lá trước, mình phải biết cái nó ví dụ như cả nhà ví dụ như cắm bông đi đâu, lá nó đi đâu thì bông đi đâu. Rồi thì chút cái lá chút đớn này cả nhà cắt làm đôi đó, ví dụ như ngày lễ hay gì gần tới 20 tháng 11 đấy, cả nhà cắm một bình bông tặng cho ba, tặng cho mẹ nhân ngày 20 tháng 10, hoặc là tặng cho thầy cô đó, hay ngày lễ gần tới rồi này. Những cái mẫu này rất là đơn giản, ai cắm cũng được, nhiều lúc thích mua ra chợ mua bông về ra ngoài đường bán luôn đó. Rồi cái nền lá mình đi nó đơn giản thôi, còn cái phần để lại, cái phần đây nè để lại lát nữa mình đệm vô. Rồi chuẩn bị cho mình đây là hoa thiên điểu nha cả nhà, đây hoa thiên điểu. Rồi hoa thiên điểu đây cả nhà, mình mua là nó còn, nó nhiều lúc nó chưa nở, nó phải bung ra, còn cái đây nó còn bứt nè, mình phải lấy cái tay mình giật mình ấy nhẹ thôi nha cả nhà, để có chừng nó gãy mình phải ấy bung nhẹ nhẹ ra thôi, mình kéo nhẹ nhẹ ra thôi, chứ cả nhà mình kéo quen quá là cái đây nó gãy luôn nha cả nhà. Rồi mình để cho nó hở đằng gì thôi, là từ từ nó sẽ nở ra nha cả nhà, nó bung ra đẹp. Rồi mình cắm
mình lấy cái thiên điểu đi, mình cắm ngọn của nó, mình mua 3 con. Rồi, vài bữa cả nhà chắc ai cũng biết cắm bông hết luôn. Đó. Rồi mình cắm theo một chiều cả nhà. Nó ngóc, nó mà cái thiên điểu nó ngóc bên đây thì mình cắm nó ngóc bên đây luôn. Chứ đừng cắm lộn xộn nó quay qua vậy. Giờ nó kỳ lắm. Rồi cái đây nó còn búp này, cả nhà phải cho nó nở ra nha cả nhà. Đó, mình ấy nhẹ nhẹ thôi, cho từ từ nó tự nó bung ra thôi. Rồi cái này cắm thắt xuống chút xíu. Rồi, ba cây thiên điểu là một. Rồi, cái đây là mẫm phi yến. Cả nhà phi yến cũng vậy, mình lưu ý cả nhà là phi yến là mình nhớ là cả nhà phải mua cái những cái phi yến nào là ở trên đây nó còn cái đọt nha cả nhà. Là cái đó là thứ nhất là mình chơi nó bền. Thứ hai là cái đó là hàng mới. Còn cả nhà mà mua hoa phi yến mà nó nở ở đây, những cái đây này, ví dụ như cái đây này là nó nở từ A tới Z luôn, là nó không có ngọn ở trên nữa, là cái phi yến nó qua ngày rồi, nó ho nó nở, nó bung, nó mình chơi nó sẽ không có bền nữa. Đó, mình phải lựa những cái cây hoa phi yến mà nó còn bớt nha cả nhà. Rồi phi yến đây mình cắm thấp hơn cái thiên điểu, hoa thiên điểu. Nhớ hoa lá cành mình cái gì cũng vậy, nếu mà mình cắm kéo bén thì mình khỏi cần cái, nếu mà ví dụ như cả nhà mà muốn ấy thì mình mua cái một con dao cắt giấy, mình mua về mình gọt, thứ nhất là mình gọt xéo góc 45 độ là cho khỏi mặt nước nó khỏi bể nha. Rồi 6 con phi yến. Ví dụ như cái nhà một bó của nó 10 cành thì mình cắm 5 cành cũng được, mình cắm 2 bình đó. Rồi hoa phi yến mình cắm xong rồi, bây giờ mình chuẩn bị cho mình khoảng 3 bông hướng dương thôi, cái bình này không có 3 bông hướng dương rồi, 3 bông hướng dương mình làm chủ lặng, mình làm điểm nhấn cái cắm xuống giữa này cả nhà. Rồi tiếp tục có phim bông hướng dương đó, cái nào góc nằm to trước mình cắm hình xấu ngóc nha cả nhà, hình xấu ngóc là cắm từ trong ra ngoài chứ mình đừng có cắm lộn xộn. Ví dụ như cái nhà chọn cái này mình phải cắm từ ở trong, mình cắm ra ngoài cái xung quanh, thứ nhất là để cho khỏi cái góc này nó đụng với góc nọ nha. Rồi không, cái đây hoa hướng dương mình phải gọt xéo góc 45 độ, rồi cắm 3 bông chính giữa làm điểm nhấn. Đấy, nói chung mình biết gì thì mình chia sẻ cái nhà cái đó, chứ mình cũng không có cắm đẹp gì hết, mình biết gì mình chia sẻ cái nhà đó. Ví dụ như cái nhà nhiều lít thích cái mẫu này thì mình cắm theo, không thích thì thôi. Rồi 3 bông hướng dương. Rồi 3 bông hướng dương xong, bây giờ mình cắm hoa hồng xung quanh. Đây cả nhà, đây là hoa hồng. Cái đây là hoa hồng vàng ánh trăng với lại hồng mở gành nha cả nhà. Rồi hoa hồng mình cắm. Rồi mình cắm hoa nào, ví dụ như hoa hồng ánh trăng mình cắm trước cũng được mà, đó mình cắm xen kẽ. Đây hoa hồng ánh trăng người ta còn gọi là hoa hồng mít nha cả nhà. Rồi mình cắm cho nó tươi ra lát nữa, cho hai hoa hồng vàng với lại cho cái hoa hồng mỡ gà này hai cái cho nó xen kẽ với nhau. Rồi cả nhà chuẩn bị cho mình khoảng 10 bông hoa hồng vàng nha. 10 bông hoa hồng vàng là đủ rồi. Cái hộp đây. Rồi làm bình nhỏ nhỏ để tặng cho mẹ, cho ông bà. Đó. Rồi cả nhà cũng lưu ý là những cái clip nào mình cũng chia sẻ cả nhà, là ví dụ như cả nhà thứ nhất là cái gốc của nó vô 3 cm mà cả nhà nhớ là mình cắt trên cái mình cắt ví dụ né cái mắt của nó ra, hoặc cắt ở dưới một cái mắt 3 cm, hoặc cắt là ở trên cái mắt đó, cắt cái đây rồi mình để muốn cắm cái đây mình để cho cái bông nó đều, ví dụ như vô đây cả nhà, ví dụ như mình vô đây mình muốn cắm vô, mình vô 3 cm còn thì mình cắm 3 cm thì mình thấy nó đều chưa, đó mình đẩy vô thì nó đều rồi, còn mà chưa thì mình cắt lại. Cứ cả nhà đừng có cắm rút ra rút vô lấy cái cục hồng nó tầm tầm luôn nha, nó bể là cái hồng mình sẽ không có bền. Nếu mà cái cục hồng nó bể thì cả nhà nên nhớ mình lấy cục mua cái cục hồng mới để mình cắm đi, chứ đừng có tiết kiệm
Rồi, 10 hoa vàng nha cả nhà. Khoảng 10 không? Rồi, bắt đầu hoa mở gà. Cả nhà cũng nhớ làm cánh ra. Rồi, mình xin kiểu mấy hồng vàng thôi. Cả nhà muốn cho nó cắm cho nó hoa nhô nhô ra một chút cho nó tự nhiên. Nhớ mình làm cái cánh của nó ra, cái đây là cánh đuôi của nó. Rồi cũng 10 bông hồng mỡ gà nha cả nhà. Cả nhà muốn cắm cho to thì mình ít tốn bông thì mình cắm thưa ra. Rồi 10 bông bây giờ mới được rồi 7 bông rồi. Còn 3 bông nữa nha cả nhà. Và cái hộp của mình là 10 bông. Rồi mình coi mình kiểm tra lại còn thiếu ngay đây, thiếu một bông hồng mỡ gà nữa là đủ 10 bông. Rồi, cái hậu của mình đã tới đây là đơn giản như thôi như cả nhà. Rồi, cả nhà lưu ý là ví dụ như cả nhà mà ví dụ như mình khỏi cần hobby tại cái mẫu của mình cắm cho khách là hobby là mình phải đệm hobby vô cho khách. Còn ví dụ như cả nhà muốn tiết kiệm thì cả nhà chỉ cần cái phần lá đây mình đệm vô những cái khoảng trống đây là đã được rồi. Đây, những cái khoảng trống đây mình đệm. Ví dụ như cái hoa đệm thì mình phải dạch cái bông chính nó ra, mình đệm nó vô. Đó. Nên còn phần lá đây là để mình để dành đó mình đẹp nó vô. Rồi tại cái đây mình sẽ cắm bi cho khách thì mình sẽ đẹp vô những khoảng trống hồng thì mình đẹp ví dụ như cả nhà muốn cắm chơi muốn tiết kiệm thì phải như mình cắm vô đây là được rồi. Còn cái đây mình sẵn mình đẹp bi vô nha cả nhà nha. Thôi cả nhà cũng bị cho mình khoảng cành bi ta hoặc là cắm sao lem cũng được, sao lem thì nó rẻ. Đó mình đệm vô những cái khoảng bi như chỗ nào nó trống thì mình đệm nó vô cho nó đầy. Chứ tại ví dụ như nhiều lúc các anh chị nói tại sao mình cắm nó đầy vậy, tại biết sao nhiều lúc mình giao á mình giao cho khách mình phải cắm cho nó đầy chứ nhiều lúc cũng cắm lần chởm nó không đẹp. Đó cũng là không, chúng ta không đóng thì mình để vô vô. Thôi mình để sơ sơ vậy thôi nha cái nhà. Đó tới đây còn cái phần ở sau thì cả nhà để lại. Thôi cái hộp thì mình đơn giản thôi nha, mình cắm ví dụ như mình cắm hoa thiên điệu ở trên còn ở dưới mình cắm theo thứ tự vậy thì cả nhà cắm được thôi. Thôi tới đây cái clip thì cũng xong nha cả nhà, cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Ví dụ như cả nhà mà thấy hay quá nhớ khuyến mãi cho một like nha cả nhà. Còn ví dụ như nhiều lúc mà cả nhà yêu hoa lại cành nhớ đăng ký thêm rồi hoa lại dương nha cả nhà. Tại vì sao mình ví dụ như nhiều lúc mà mình cắm cho khách gì thì mình quay lại để mình chia sẻ cả nhà cái đó để dù lúc cả nhà nhiều lúc mà có cần cái gì thì mình coi để mình biết mình làm.